thay mặt cho Tây Hồ Group, đơn vị phát triển dự án ID Junction, xin gửi lời chào và rất hân hạnh được đón tiếp quý vị trong một buổi chiều lộng gió rất đẹp như thế này. Khi Tây Hồ Group chuẩn bị sự kiện này, chúng tôi mong muốn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm đáng nhớ vào ngày cuối năm. Chúng tôi muốn quý vị rời xa những ồn ào tất bật của thành thị, những chật chội của phố phường để có thể về với ID Junction với một không gian rất là chill, có hồ nước, cảnh quan, cây xanh. Và ngày hôm nay được đón tiếp quý vị, đó là một niềm vinh dự đối với chúng tôi.